Hello tất cả các anh em nha. Rồi, hôm nay lại lên những siêu cọp cho anh em đây. Đó, những con hàng siêu lướt, siêu cọp luôn. Có giá trị rất là cao. Rồi. Honda CB150 nha. Cái dòng này là dòng Street Fighter nha anh em. Mẫu này nhập á, nhập Indo hay gì á mọi người. Cái dáng xe rất là nhỏ gọn ha, dễ thương. Giá 52.800.000 đăng ký 2022. Đó, Odo mới có 300 mấy cây à. Cực kỳ ken luôn, siêu cọp. Đó. Siêu cọp vừa mới về đội của em. Đấy, quá đẹp. Rồi, kế bên là mẫu Yamaha SXR155. Biển số Sài Gòn, siêu đỉnh luôn, 08000, số rất là dễ nhớ nha. Odo 800 cây luôn. Đó, giá là 79.800.000. Đăng ký 2021, đồ chơi quá trời luôn. Rồi, hôm nay trình làng cho anh em những mẫu xe siêu cọp, siêu lướt, quá trời đẹp. Anh em nào đang có nhu cầu đập thùng hay mua sắm xe để sử dụng hàng ngày á, thì xem được clip thì chốt được em nào chốt giúp em nha. Rồi, ok. Rồi, thì giờ lên sàn trước tiên. Mẫu này luôn. Đó, để em về ra xíu xíu. Rồi, giới thiệu với anh em luôn, mẫu Yamaha SXR155 ha, biển số Sài Gòn, giá là 79.800.000. Đăng ký 2021. Odo mới có 800 cây à mọi người. Một mẫu xe Lexus cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương luôn. Đây, xe này thì khỏi phải chơi, dạo gần đây anh em rất thích đi mẫu này. Gọn nhẹ, đi chơi đi xa cũng rất là thoải mái, ngồi hai người ok. Vóc dáng nó giống hơi hướng Lexus á, nên là nhìn rất là đã nha. Cái dàn đầu đèn nè, nhìn chất ghê không, quá đẹp. Ráng cày mấy bữa kiếm chiếc để đi Đà Lạt cắm binh đồ chơi nha mọi người. Rồi, xe này trang bị đồ chơi cũng khá khá nhiều nha, em sẽ tư vấn, em sẽ giải show ra cho mọi người xem ha. Mình cứ đi từ từ thôi cho nó thông dong. Đây, tí phuộc còn đẹp lắm, ốc tán sáng chân. Mà chắc này mình không phải nói, thì xe Odo mới có 800 cây à, nên nói nó bị thừa không nè, dai vỏ rồi còn đầy dây cui luôn. Đó, xe thì khỏi phải chơi, cực kỳ đẹp rồi, quan trọng là anh em chịu chơi thôi, rớt tiền là lụm xe. Che két của SXR luôn ha. Đây, bộ chống đổ cực kỳ hoành tráng luôn nha, của Motoya. Bộ này cũng chắc ngốn của anh chủ xe cũng khá khá tiền ha. Nhìn rất là chắc chắn, liền lạc ghê luôn. Có luôn cả một bộ ốp nhựa ở đây để bảo vệ, che cái khung sắt đi á. Nhìn xe màu full đen, yên màu nâu ha, cực kỳ. Màu nâu này là cà phê sữa nè. Nhìn sáng xe tôn được cái xe lên, tại vì cơ bản xe này đã tối quá trời rồi. Full màu đen, đen nhám mà mọi người. Rồi, chi tiết trên xe thì giờ em chỉ giới thiệu đồ chơi thôi ha. Đi kèm đó là một cái bô T Classic ha, bô này cũng xịn nha mọi người. Nổ âm thanh là nó hơn zin chút xíu thôi, ấm nhẹ nhàng chứ không có ồn ào như mấy xe kia ha, rất đúng kiểu Classic luôn. Nhẹ nhàng thôi. Còn ốc tán là chân phuộc rồi dưới là 7 màu luôn. Họ phải chơi cực kỳ đẹp, xe ô tô thấp mà biển số lại đẹp nữa nè. Em màu nâu có làm lại sơ sơ, anh em ngồi rất là êm đít ha, yên độn về cui. Trắng bùn sao cũng đồ xịn luôn, rất là chắc chắn nha, không có bị đung đưa nhiều cuốn vô bánh nguy hiểm thôi. Bô nhìn rất là dễ thương nha, bô giống như bô lon lon bô chùy á. Rồi, ốc tán thì thôi khỏi phải chơi, quá đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Đây, biển số 08000, rất là dễ thương, số rất là dễ thương, dễ nhớ nữa chứ, không có gì phải chơi, không gì quá đẹp. Anh em nào đang nghiên cứu một mẫu xe mà đi hàng ngày được nè, đi chơi được, đi tour được, mẫu này rồi quá là ok rồi anh em. Đây, ga vỏ vậy cui à, ga vỏ còn nhóc luôn, nhông xin dĩa lên 7 màu luôn nè, tuyệt vời luôn, quá đẹp. Chung là xe ken sa ben, bộ chung độ đẹp quá trời luôn.
máy móc ốc tán đồ sáng trưng này. Anh em mua xe này để như xe đập thùng nhá, nhưng mà xe này người ta lên đồ chơi sẵn cho anh em luôn rồi. Đỡ hơn được tiền này tiền nọ tiền thuế tiền biển số rồi cái thứ cũng mười mấy triệu linh tinh à, lặt vặt linh tinh hết mười mấy triệu nữa rồi. Gù của Motor World ha, cái cục nâng ghi đông kéo về cái phía người mình đó. Motor World một đồ mới có 800 mấy cây thôi không, tay thắng của Racing Boy nhẹ nhàng cộng dây ga nhìn rất là xịn sò đó, xe đồ chơi đã ghê rồi. Để em nổ máy không, vô lát xích nổ rất là ấm nha, rất là hay luôn, vô cực kỳ dễ thương luôn á. Nghe luôn á, ấm dã man luôn, nhẹ nhàng đó, thoáng mái nữa, cực kỳ sướng, cực kỳ đã đó. Quá trời đẹp, một chiếc xe dọn sơ sơ thôi nhìn là thấy rất là dễ thương rồi. Rồi Yamaha SXR 155 ha, biển số Sài Gòn, biển số đẹp luôn, thông 8.000, giá là 79.800.000, đăng ký 2021, kèm theo đó một đống đồ chơi trên xe. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp giùm em nha. Bên em còn rất là nhiều dòng xe luôn. Ok, thì bây giờ em tiếp theo là mẫu CB150 này luôn. Nhanh gọn lẹ cho anh em đỡ phải chờ lâu. Honda CB150 rồi. 150. Bản này là bản Justify nha anh em. Giá là 52.800.000, đăng ký 2022 luôn. Cực kỳ mới luôn, siêu lướt luôn, ô đô 300 cây thôi. Quá trời luôn đó. Phòng DOHC luôn. Nói chung là cái mẫu này thì thiết kế khá là đơn giản nha mọi người, cũng không có công nghệ, cũng có bất cứ gì, rất là nhỏ gọn để anh em đi di chuyển, đi chơi được, đi phố được này, thoải mái. Đây không, ốc tán thì sáng trưng, ken xà beng vỏ này, còn chỉ còn gai đầy đủ luôn không. Xe đi chưa hết đâu đây đó, chưa được hay nhất lần đầu luôn, 500 cây là hay nhất đầu cũng chưa hay luôn, xe mới đi được có 300 mấy cây thôi nên là không có gì để bàn nữa, cực kỳ đẹp luôn. Bản này là CB150 Justify nha mọi người đó. Hàng này là hàng nhập nha, chứ không phải nhập Indo hay sao á, rất là đẹp. Đây nè, tem nè ha, tem mạc rồi nọ, màu đen, đen nhám đỏ, đen sườn đỏ, không có giò đạp với rất là dễ thương nè. Đó. Các chi tiết trên xe y như xe thùng, không có gì thay đổi hết, quá đẹp. Mô zin rồi đầy đủ, xe chưa gắn gì luôn, không dĩa nè, thẳng băng luôn, sáng trưng ốc tán nó sáng trưng, ken xà beng hết, chưa chỉnh chưa gì luôn đó. Ốc bộ dưới xì đẹp ghê không, sáng trưng. Còn gì bàn nữa, biển số tỉnh anh em rút hồ sơ sang tên đều ok hết nha. Ý quyền đi cũng được, sang tên cũng được, tùy anh em hết. Đây xe mắc sơn nè, không chưa có vô đụng chạm gì luôn, quá trời đẹp, xe siêu ken luôn á. Justify đây, tên xe chính xác, tên xe là Justify CB150 bản Justify, dòng snack bike nhỏ gọn, đi trong phố là cực kỳ đã luôn, thoải mái luôn. Anh em đã có nhu cầu giao lưu trao đổi các dòng xe thì cứ alo trực tiếp giùm em nha. Bên em nhận giao lưu, hỗ trợ anh em giao lưu hết luôn. Cái xe chính chủ, xe đẹp, ok là chơi thôi. Quá đẹp. Xe siêu lướt mà. Hồ đô mới 300 năm mấy cây à, đó cực kỳ lướt luôn, quá đã luôn á, ken sò ben hết trơn.
không, máy móc nhẹ nhàng không, bô zin máy êm rua, máy Honda thì rất là bền êm, tiết kiệm xăng nữa à, mình đi vừa phải. Hệ thống đèn pha thì led 2 tầng đó, có pha đầy đủ rồi, còn chờ gì nữa anh em ơi. Xe rất là, giá thành thì rất là dễ chịu để cho anh em chơi ha. Đó, anh em là có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho mình nha, quá đã luôn. Máy cày keng Honda CB đây, Honda CB 150 ha, biển số tỉnh, anh em rút hồ sơ sang tên đều ok hết, giá là 52.800.000, đăng ký 2022 đó, 2022 luôn, mới được mấy tháng thôi nha. Đó, cực kỳ đẹp. Ok rồi, hôm nay em sẽ review xong cho mọi người thêm hai xe cọp nữa siêu lướt luôn, SR 800 cây, CB 300 cây. Còn ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều dòng xe ha, xe đẹp, xe lướt không đó, anh em có thể tham khảo thêm trên website thimotothudức.vn, tụi em cập nhật xe cộ hàng ngày trên đó. Ok, cảm ơn em đã theo dõi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại những mẫu xe khác, bye bye. Rồi, rồi vậy thì xong rồi nha, thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn, đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe, cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè, tụi em tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm, tặng nón bảo hiểm thường, tặng nhớt nha, nhớt Motul với là khúc Colin nè đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn, có bảo hành cho anh em khi mua xe đó. Đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây đó. Thì mô tô Thủ Đức, ok nha mọi người đó. Tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha, trạm xe lốt đó. À, em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha mọi người, thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em, rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết cứ mang tới đây em thâu hết, miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua Mbot nè, có ba hình thức trả góp nè, trả góp qua Mbot thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu, rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, thiếu bình thường thôi, không có lãi gì đâu, cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi đó. Xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn, đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha, từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn đó. Em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị, xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết, có ship xe cho anh em ở tỉnh nha, có ship xe cho anh em ở tỉnh, anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng thì tầm có 1 triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết, hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn đó, toàn xe đẹp không, quá trời xe luôn nha mọi người đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn đó. Ok nha mọi người, mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha, alo giùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ, mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn, chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn con người này người kia, thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu, mình được cái con xe ngon, với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha, mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem một cái xe bao nhiêu tiền, mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người,
mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới mình xem trực tiếp xem cái chất lượng nó như thế nào đó, xem cửa hàng nó như thế nào rồi mình hãy quyết định. Rồi xin chào mọi người. Em giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe hải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi, thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao đâu, cái mình tự nhiên mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này kia chê xe xấu nha. Thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con, thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu trần áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi.